Bonjour, bonjour, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với phần tích tê tuần này của kênh Luy Kê Việt Nam nhé. Và chủ đề ngày hôm nay thì vô cùng là thú vị. Nào chúng ta cùng đoán xem chủ đề ngày hôm nay là gì nhé. Như các bạn cũng đã biết thì rượu là một người bạn vô cùng thân thiết với người dân Việt Nam chúng ta. Và tất nhiên là trong các ngày lễ, các thanh niên Việt Nam, người yêu thì không có, nhưng mà rượu chắc chắn là phải có hơn một chai. Và các người bạn Pháp của chúng ta cũng vậy, họ rất là yêu rượu và họ cũng sẵn sàng dành những cái ngày cuối tuần của mình để uống rượu cùng với bạn bè. Vậy thì liệu là chúng ta sẽ cùng so sánh xem cái sự khác nhau giữa bàn nhậu ở Việt Nam và bàn nhậu ở Pháp như thế nào nhé? Nào chúng ta cùng đón xem nhé. Và các bạn có thể nhìn thấy là qua phim ảnh hay là video, hoặc là vô tình nếu như ai đã có một vài người bạn Pháp thì chúng ta có thể thấy rằng khi mà uống rượu á thì người Pháp có vẻ như họ uống rất là trầm, rất là từ tốn, rất là nhẹ nhàng, đúng không? Và phải chăng người Pháp là những người khép kín nên khi họ uống rượu thì họ cũng từ tốn như chính tính cách của họ? Alors les enfants, bah écoute, ça va? Claque ce vin, pas mauvais en effet. Và ngược lại, có phải người Việt Nam là những người rất phóng khoáng, vô tư và nhộn nhịp khi mà chúng ta ngồi trên bàn nhậu và nhìn thấy những người Việt Nam rô, đúng không nào? Và mình chắc chắn rằng thông qua những hình ảnh sau đây thì các bạn có thể thấy rõ được cái sự khác nhau giữa người Việt Nam và người Pháp nhé. 1 2 3 rô. Và hơn thế nữa thì khi mà chúng ta nhìn những cái người Pháp trên hình ảnh này, rồi là qua phim ảnh này, thì chúng ta có thể thấy là hình như trong lúc uống rượu, người Pháp có đang suy nghĩ rất là nhiều điều gì đó. Họ rất là mơ mộng, họ rất là suy nghĩ và có rất là nhiều các suy nghĩ bay quanh đầu họ. Thế nhưng người Việt Nam thì khi mà chúng ta uống rượu á thì mình có cảm thấy chúng ta không bao giờ có một cái suy nghĩ gì đó, và chúng ta chỉ cần là đi mời hết cả mọi người, có phải không nào? Đó, đấy chính là cái sự khác nhau duy nhất, có sự khác nhau tiêu biểu nhất giữa cái bàn nhậu của người Pháp và bàn nhậu của người Việt Nam nhé. Nào chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo trong video này nhé. Mày không nhớ trong đoạn phim vừa rồi, và mình chắc chắn rằng trong cái câu nói của họ sẽ chứa đựng một cái expression français rất là hay. Expression française rất là hay. Và sau đây thì mình sẽ giải thích nó với các bạn nhé. Và mình nghĩ rằng các bạn có thể take note nó vào trong cái cuốn prendre notes vào trong cái cuốn vở của mình nhé, để sau này chúng ta có gì thì chúng ta sẽ tận dụng của nó. Và cái expression của ngày hôm nay chính là Il claque ce vin. Thì các bạn sẽ có thể thấy hôm nọ ở trong đây sẽ có hai điểm chúng ta cần phải lưu ý. Có nghĩa đầu tiên sẽ là claque, động từ claque. In claque có nghĩa là ý là muốn nói là mọi thứ thật là tuyệt vời, mọi thứ thật là lý tưởng, thật là tuyệt vời ấy mọi người ạ. Và thường trong câu của người Pháp ấy thì in claque là một cụm từ chỉ trống, và nó sẽ đặt cái chủ ngữ vào cái phần cuối câu, ở đây chính là ce vin, để nhấn mạnh là ôi cái rượu này thật là tuyệt vời. Người ta sẽ không nói là ce vin claque, mà người ta sẽ nói in claque ce vin, để biến cái câu đó trở nên français hơn, và biến cái câu đó trở nên đúng ngữ pháp và cái văn chương của người Pháp hơn. Và mình nghĩ rằng cái câu này trong bất cứ một cái bàn nhậu nào, khi mà các bạn đi nhậu với người Pháp hay người Việt Nam, thì các bạn đều có thể sử dụng được nhá. Vậy là video ngày hôm nay đã kết thúc rồi, và trước khi nói lời tạm biệt với các bạn thì đừng quên hãy tham khảo các lớp học nếu như các bạn đang muốn tìm một cái lớp học tiếng Pháp phù hợp với mình này, với đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm này, người bản xứ và học phí vô cùng là hấp dẫn, phải chăng thì chúng ta hãy cùng lên trang web ukbank.com/Việt Nam để tìm hiểu thêm các thông tin khóa học nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Au revoir.